Dạ, em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai kiện trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Theo Thời Gian ạ. Dạ, hôm nay thì em quay trở lại với chỗ của Mỹ Châu, chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một lô trong đó có phôi mai với lại một số cây thành phẩm nữa cô chú anh chị ha. Chỗ của Mỹ Châu thì cũng có khá là nhiều loại giống á cô chú, siêu bông Sài Gòn với lại cúc siêu nụ, một số cây cúc họ hương lá cẩm thạch, đủ loại luôn cô chú anh chị ha. Mong với cô chú mình yêu thương ủng hộ Mỹ Châu, ủng hộ kênh ạ. Em xin phép được clip chia sẻ luôn cô chú anh chị nha. Rồi, xin chào bà chủ. Dạ, em chào cô chú anh chị ha. Hôm nay thì tiếp tục trở lại với kênh, em có một số mai ghép cúc thành phẩm với một số phôi mai vàng. Rất mong cô chú anh chị ủng hộ cho em. Số điện thoại quen thuộc là 0944383255 nha cô chú anh chị. Cây đầu lý của chú anh chị ơi là một cây phôi mai vàng ha, mã số 1. Cây trực lắp cốt càng dạ. Có luôn đó cô chú. Dạ đúng rồi. Tụng rễ thì lực lực không cô chú anh chị, phôi mai vàng miền Tây mình hay cô chú anh chị. Đến nơi mà tụng rễ lực luôn ha. Dạ. Thế lên cho mẹ muốn bít cái thân luôn rồi đó cô chú anh chị. Cao là được 66. Hoành 27 cô chú anh chị. Chiều cao sớm nôm là 22. Quỳnh nồi đế của chú anh chị ơi, 81. Mã số 1, em vô lô 1 triệu 700 ngàn, bao xíu của chú anh chị mình chơi luôn nha. Dạ, 1 triệu 7 nha cô chú. Dạ. Anh chị già vôi dữ lắm luôn rồi nha. Có mấy cái nếp nó cũng bị da sù xì đó rồi. Rồi em đỡ cây của chú anh chị. Dạ. Số 2. Số 2 nha, cũng là một phôi mai vàng lùng lực bonsai của chú anh chị. Bonsai để vàng nha cô. Dạ. Cao được 25. Hình em đo tại vị trí này 26. Dạ. Đường kính bầu 32. Mã số 2 650. Bao ship luôn ha. 650 nha cô chú anh chị, phong này cũng già lắm nha. Dạ. Dạ. Rồi em đỡ cây ha. Dạ, mã số 3. Số 3 là một cây mai vàng ghép với cúc cây thi ha cô chú anh chị. Dạ, đến nơm tàn dùng luôn nha cô chú. Dạ, đến nơm. Cao thì 69, tán ngang 90, hoành 26 chú anh chị. Nồi đế lòi trên mặt chậu là được 92. Cây này có bù rễ sớm nơm hết chú anh chị. Chiều cao sớm nơm là được 21. Nụ thì siêu mắc nụ luôn chú anh chị ơi. Về lật lá là không thấy nụ à. Là thấy nụ không cô chú anh chị. Mã số 2. Chà bá thử luôn à. Dạ, 2 triệu 2 chú anh chị. Dạ. Nụ là nó đeo chùm chùm luôn nha cô chú. Dạ. Cây này cho Tết phi vu luôn nha. Rồi cúc tây thi mà nở bông cái là ghiền luôn quá mấy cô chú anh chị. Cây này già mùa luôn nha. Chọc kiếp chà bá nữa luôn. Dạ. Tây thi mã số 2, 2 triệu 2 nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi em đó cây. Mã số 4. Ủa, cây nãy là mã số 3 ha cô chú. Dạ. Cây này cây số 4 ha. Dán trực tàn thông đế nơm luôn nha cô chú anh chị. Một cây cúc tây thi nha cô chú anh chị. Dạ. Ghép với phôi mai vàng dán trực ha. Hồi nãy bonsai để bàn rồi giờ tới phong cao ha. Phong cao. Đế đẹp, tàn đẹp luôn. Dạ. Cao được 122. Tán ngang là được 96. Nôm nôm luôn ấy cô chú anh chị. Máng cái đầu lại hả? Máng cái nón lại. Hoành 19 thôi chú anh chị. Số đẹp luôn. Nồi đế sống nôm ha. Em đo được 79 đi ha. Số 4, 2 triệu 4 thôi chú anh chị. Cây này ghép hàng vào mùa không thôi chú anh chị. 3 mùa. Mấy cái mùa ghép cái kéo nhỏ nó liền hết trơn đó cô chú anh chị. Cúc tay thi thì dạng lúc lụ là hết mơ như thế cô chú. Hàng già mổ nó lên mổ rất là đều luôn á. Mã số 4, 2 triệu 4 ha. Một cây cúc cây thi phong cao, em đỡ cây hết cô chú anh chị. Số 5, cũng là một cây mai vàng ghép với cúc tây thi ha. Cây này để bàn, để phòng trà là ngon lành lắm nha. Dạ, combo 3 cây luôn nha cô chú anh chị. Dạ. Cây này cũng lúc nụ hú hồn luôn nha. Nụ hú hồn luôn, nụ bao la, nụ dữ lắm luôn. Hai bo thôi cô chú anh chị. Cao là được 62. Tán ngang là được 71.
Hoàng tử chí này 19 chứ anh chị. Quá trời bồ đế sẫm nơm, mà sẫm nơm dài là được 20. Số 5. Cây này em như lưu giá 1 triệu rưỡi nha. Dạ. Hàng già mùa nha cô chú. Có một cây để bàn rất là đẹp đó chú anh chị. 20 bằng 100 cái luôn ha. Dạ. Đủ lúc có hết trơn rồi cô chú anh chị. Đủ lúc có luôn nha. Mã số 5 1 triệu rưỡi nha chú anh chị. Phúc Tây Thi ha. Dạ. Số 6. Số 6 một cây tứ quý ghép với cúc thọ hương phong cao chú anh chị ơi. Toàn thông nha cô chú anh chị. Em này cũng có thoát thân cao nữa nha cô chú anh chị. Dạ. À, nước nụ thì khỏi che luôn hết. Dạ đúng rồi. Nước nụ dữ lắm luôn hết cô chú anh chị. Cúc thọ hương rồi ghép với tứ quý là đúng bài luôn. Toàn thông. Để cũ luôn ha. Dạ. Cây này cao khoảng 1m8, 1m9 gì nha cô chú anh chị. Em tính 1m8 thôi, chị heo ha. Tán ngang là được 88. Hoành cũ em đo đây 55 nha chú anh chị. Hoành gọn gọn đây hay được 41. Hoành thang được 26 ha. Mã số 6 3 triệu 800 ngàn cô chú anh chị ơi. Dạ. Cây này nó lá là nụ đều hết trơn nha. Nụ siêu mắc nụ luôn. Số 6 3 triệu 8 nha. Cúc thọ hương ghép với tứ quý ha chú anh chị, em đỡ cây ha. Rồi, cây mã số. Số 7 cô chú anh chị, em vô luôn một phôi mai vàng nha cô chú anh chị. Dạ cây này tam tài luôn hết cô chú. Tàn đa ha, à. Đế cũ ha, cộng rễ lực lực không luôn cô chú anh chị ơi. Rễ này nó bốn xuống hơn cái hồng không mà cô chú anh chị. Thứ nhất kìa. Cao là được 100 hết cô chú anh chị. Hoành gọn, cái hoành cũ ở đây em đo được 87 ha. Hoành thang đây 40. Xích này được 38 ha. Đường kính bầu là 54. Phơ mai vàng mã số 7 em Zalo giá 2 triệu 8 thôi chú anh chị. Cây này ở ngoài lực lắm thôi chú anh chị. Dạ. Rồi em đổi cây hết rồi chú anh chị. Mã số. Số 8 là một phơi mai vàng ghép với siêu bông Sài Gòn hết rồi chú anh chị. Cây tàn dù nha cô chú anh chị ha. Nụ thì siêu mắc nụ luôn hết cô chú anh chị. Cây này chơi Tết được và lấy vo được luôn nha cô chú anh chị. Dạ đúng rồi. Cây này chơi Tết đi luôn. Cây này thì ngon lành rồi. Cái củ giấy. Cái củ thì đặc sệt luôn cô chú anh chị ơi. Mình ghép cũng có 3 bơ thôi cô chú anh chị. Dạ. Bơ lớn nha. Cái đế nó mới dán thú rồi ha cô chú. Cao là được 70 ha. Tán ngang là được 97. Củ đặt em ra đây được 50. Hình thang đây được 33. Siêu bông Sài Gòn ha cô chú anh chị. Dạ, cây lùng lực. Con ghép bự hơn, có mấy cái em nha. Dạ đúng rồi, mã số 7 ha. Cây này. Cây này đế đẹp ha, tàn đẹp luôn. Mã số 7 4 triệu 2 ha cô chú anh chị, siêu bông Sài Gòn ha. Số 8 là một cây tứ quý gián bài heo chú anh chị, có cốt cành luôn ha. Dạ, kéo nhựa lên mạnh luôn rồi, đế đẹp luôn. Chiều dài ha, là em đo được 90. Hoành đây ha, hoành tại vị trí này 36 thôi chú anh chị. Dạ, có cái củ nở nở ở đây ha, là được 41. Đường kính bầu là 43. Số 8 tứ quý 2 triệu 300 ngàn. Dạ 2 triệu 3 nha. Dạ cây này kéo nhựa mạnh nha chú anh chị, về mình trồng luôn ha. Qua Tết mình ghép chơi ha chú anh chị. Số 8 2 triệu 3 tứ quý ha. Dạ. Số 9. Số 9 chú anh chị ơi, một cây mai vàng ghép với siêu bông Sài Gòn ha. Dạ. Dạ.
Cây này cũng cho Tết em nha cô chú anh chị. Em hay nút nụ có như vậy. Nút nụ ú nụ không luôn á cô chú anh chị. Cây này mình nút cái trò ghép nó cũng bự hơn nó quen hết trơn ha. Đế nơm, đế quái nha mà. Cao là được 75. Tán ngang là được 90. Hoàng tử trí này ha, 31 cô chú anh chị. Cái nồi đá dữ lắm cô chú anh chị. Nồi đá là được 119 nha. Số 9. Cái này em giao lưu giá 3,8 triệu cô chú anh chị, siêu bông Sài Gòn. Dạ. Cho Tết xong rồi qua năm lấy bo đã luôn á cô chú. Số 10. Số 10, một cây mai vàng ghép với bạch mai biến điện. Dạ, bạch mai biến điện, cái tàn nó như cái nón lá như thế. Dạ. Siêu mắc nụ luôn. Cái nụ giờ là mà kẹo hết rồi. Nó bông một cái là trắng như tuyết luôn nha cô chú anh chị ha. Dạ. Cái gà mùa đó cô chú chọc ghép thấy nó bự rồi nha. Đế cũng khá đế luôn mà. Cao là được 85. Tán ngang là được 85 luôn ha. Hình thang là được 25. Bạch mai mã số 10 2,200,000 hết cô chú anh chị. Cái này là siêu nụ nha cô chú anh chị. Nút nụ là nó lên đều lát lá luôn á cô chú. Tàn dày luôn nha. Dạ. Em đổi cây hát cô chú anh chị. 11. 11 cô chú anh chị ơi, một cây mai vàng ghép với cúc giang thọ ha. Hàng già mùa ha. Dạ, cây này ghép cỡ 4 mùa. Đang cũng có nút nụ hết trơn rồi nha cô chú anh chị nha. Dạ. Đế dáng thú nằm nằm ha. Dạ. Chọc ghép bự bự nó liền lại cái chân nó có cái gì. Cao là được 88. Hình thang là được 77. Quỳnh. Nãy 8077 hay cô chú anh chị, này Quỳnh thang là được 23 chú anh chị ơi. Cái củ đặt đặt ở đây em đo như là được 43. Mã số 12 ha. Cây này 2,300,000. Cúc dạng thỏ ha. 2,3 triệu nha cô chú anh chị. Dạ. Đó, nụ nụ nha. Rồi. Rồi em đo cây ha. Mã số 12. Mã số 13 chú anh chị. 13. Một cây mai vàng ghép với cúc thỏ hương, dáng bay luôn. Đế nhỏ nha cô chú anh chị. Dạ. Nụ thì siêu mắc nụ cô chú anh chị ơi. Nụ cứng cây hết trơn. Cây tới là vi vu nha cô chú. Dạ. Cao là được 60. Tán ngang là được 101. Quanh gốc cũng đo được 45. Đây hoành tự trí này ha, 33 hoành. Mã số 13, 2,000,000 hả chú anh chị? Cúc thơ hương ghép với phương sức lắm đó cô chú anh chị. Dạ. Siêu nụ luôn nha. Siêu mất nụ luôn. Dạ. Rồi em đổi cây ha. Mã số 14. 14. Một cây cúc siêu nụ ha. Thằng dù nha cô chú anh chị. Dạ, ghép với phôi mai vàng. Về đế cũng khá đế luôn cô chú anh chị. Thằng dù hả cô chú anh chị. Cúc siêu nụ hoa đẹp ha, hoa nhiều lớp cánh, hoa chùm. Nút nụ là nó chùm chùm. Dạ. Chùm luôn á cô. Một mắt nụ là nở ra một chùm hoa hả chú anh chị. Có 4-5 cánh hoa, cái hoa. Nút nụ nhìn là ghiền luôn nha cô chú anh chị. Cây này ghép được 3 mùa hả cô chú anh chị. Tàn dù luôn nha. Cây này nở bông nhìn mê lắm nha cô chú anh chị. Dễ lắm cái dàn nút nụ. Cây này cao được khoảng 1m3 hả chú anh chị. Từ 1m3 tới 1m4. Tán ngang là 1,5 m có hơn ha. Quỳnh thang được 32 chú anh chị ơi. Mã số 14, 4,700,000. Cúc
cái nụ cần dù hết cô chú anh chị. Mã số 14, 4 triệu 7 ha cô chú anh chị, cúc siêu nụ ha. Cây này cũng là cây cuối clip của em. Em rất cảm ơn cô chú anh chị đã yêu thương ủng hộ em những clip vừa rồi ha. Rồi em xin cảm ơn và mến chào ạ. Dạ em xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị những clip chia sẻ tiếp theo ạ.